Sáng ngày 1 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, dự sinh hoạt chi bộ trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Quận ủy. Chi bộ trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện có 45 đảng viên. Trong tháng 7, đội ngũ cán bộ đảng viên chi bộ nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp, triển khai thực hiện chữ ký số, tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho học sinh, ra soát cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022-2023. Công đoàn tổ chức cho đoàn viên đi tham quan học tập kinh nghiệm, vận động đoàn viên tích cực tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Chi bộ cũng tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, kết nạp 2 đảng viên mới. Tháng 8, cán bộ đảng viên chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công. Chi bộ kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào đảng, cùng với đó chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn hè, chuẩn bị chương trình khai giảng năm học mới, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trong nhà trường. Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028, đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh xây dựng nội quy cho học sinh cho năm học mới. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đề nghị chi bộ nhà trường phát huy kết quả đạt được, duy trì xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết thống nhất cao, đồng thời tiếp tục khẳng định được vị trí là trường top đầu của quận trong những năm học tới.